Ly hôn nhiều năm, thế nhưng câu chuyện giữa cặp đôi nghệ sĩ được yêu mến một thời Xuân Hương Thanh Bạch gần đây trở lại và gây xôn xao mạng xã hội. Mới đây nhất, nghệ sĩ Xuân Hương, vợ của Thanh Bạch, tiếp tục đăng tải bài viết mới trên trang cá nhân kể về cuộc sống hôn nhân cách đây nhiều năm. Mở đầu bài viết, Xuân Hương kể lại MC Thanh Bạch là người luôn nghe lời xúi dục của mẹ và chị gái để khủng bố tinh thần cô. Cô kể, mỗi ngày cuộc sống tinh thần của tôi càng đi xuống, niềm tin càng cạn kiệt, sức khỏe bị ảnh hưởng nặng nề. Họ đề ra là phải biến tôi thành một người câm điếc, biết làm ra tiền và công việc nhà nhưng không được công nhận công lao đóng góp, chỉ được quyền nghe và làm theo những gì họ cho phép. Vợ của Thanh Bạch tiết lộ, trong một lần con trai bị ốm phải nhập viện, cô muốn thuê người đỡ đần nhưng phía gia đình chồng cấm cản. MC Thanh Bạch ngoài việc nghe lời chị gái, chỉ trích bà xã còn xúc phạm bố mẹ vợ. Nghệ sĩ Xuân Hương còn khiến khán giả bất ngờ khi kể lại câu chuyện chồng cũ có quan hệ mờ ám với một cậu cắt tóc từ dưới quê lên thành phố lập nghiệp. Cô tiết lộ, anh đi tập thể dục kéo dài hơn một tháng mà tôi vẫn không nghi ngờ, vì tính tôi không đa nghi lại có niềm tin sắt đá vào anh. Một hôm, cô huấn luyện viên thể dục hàng ngày của tôi báo rằng mới chiều hôm trước cô thấy anh chở cậu thợ làm tóc, hai người rất tình tứ, nhìn như vợ chồng vậy. Khi nghe vợ hỏi về mối quan hệ với thợ cắt tóc, MC Thanh Bạch bất ngờ đáp trả: tôi lấy em để làm bức bình phong. Bây giờ tôi phải sống cho tôi, nếu em chấp nhận thì sống tay ba, nếu không thì ly dị. Trước những câu hỏi của chồng, nghệ sĩ Xuân Hương đã khóc lóc sụp đổ. Trước đó, nghệ sĩ Xuân Hương cũng đăng tải nhiều bài viết kể về cuộc sống hôn nhân đầy bi kịch và nước mắt của cô và Thanh Bạch. Những câu chuyện của cô nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ phía dư luận. Nhiều khán giả tỏ ra thương xót cho số phận bất hạnh của nữ nghệ sĩ. Tuy nhiên, số khác cho rằng nghệ sĩ Xuân Hương đã có cách ứng xử thiếu văn minh hậu ly hôn. Về phía Thanh Bạch, nam MC chọn cách im lặng và từ chối bình luận về sự việc.